Nó tạm bợ mong manh, nó vô chủ, nó là như là cái từ quyển thân vậy ấy. Thế mà ở đời không có mấy ai thấy được cái tính chất quyển của nó, tới lại người ta quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên quả đời. Thì tôi nói hồi nãy, đối với người mà người trí, người ta cần qua sông, người ta phải quý chiếc đò, chiếc thuyền, chiếc bè, nhưng mà không trọng, mượn nó để qua sông rồi bỏ nó đi thì mình mới lên bờ được. Nhưng mà những người mà không có học Phật, người ta quý trọng nó quá chừng, nó thành ra ngã ái. Vì ngã si ngã ái, tinh ngã mạng ngã, vì ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái. Đó là Duy Thức học. Si vì ngã, chấp mắc vì ngã, mạng vì ngã và ái nhiễm vì ngã. Cho người ta chiều cái bản ngã, chiều bản ngã quá cho nên người ta khổ sở vô cùng. Tôi nói ví dụ như những người mà nghiện rượu quá chừng, siêu đình ngã quán, cũng tại vì chiều cái ngã đó chứ. Chứ đâu phải trên đời này cha mẹ sinh ra rồi ai cũng nghiện rượu, nhưng mà tại vì chiều cái ngã. Ai đâu phải ai sinh ra rồi người nào cũng nghiện thuốc lá, nghiện ma túy. Mà nghiện thuốc lá nặng nề cũng tại vì chiều cái ngã, nghiện ma túy cũng vì chiều cái ngã, nghiện cờ bạc cũng vì chiều cái ngã. Không có tín niệm cho nên không nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là lợi, đâu là hại. Rồi cứ chiều theo cái ngã, mà hãy chiều theo những cái gì thuộc về dục vọng thì giống như là lội sông mà lội thả nước xu vậy, nó dễ theo đó, dễ trôi đó. Còn mà cưỡng lại không chiều theo cái ngã tầm thường đó thì nó giống như lội nước ngược, nó hơi khó. Thành ra người ta chiều cái ngã quá. Tôi nói ví dụ như giờ đây, bà con ta này nội đây xin lỗi, chắc là không có ai mà ăn tiệc ở trong cái nhà hàng năm sao chi. Nhưng mà có người người ta chiều cái ngã quá thì mình phải ăn năm sao đặng người ta mới nể mình, đó là những người giàu có và danh vọng quý phái. Người ta nói mình quý phái để làm gì? Người ta nói mình giàu có để làm gì? Cho nên tôi thường thường là các học trò nấu cho tôi ăn, tôi ăn rau cả vậy mà họ xào, rồi tôi ra cái khẩu vị của tôi ăn như vậy như vậy. Dầu thì không được dầu nhiều, xào thì không được xào trái, và rau cải luộc không toàn là đồ Việt Nam không, mà tôi ăn tôi nói rằng là tôi vừa ý rồi, là tôi nói vui mà. Tôi nói cái này là 4 sao 5 sao gì đối tôi không có cần thiết gì nữa cả, mà tôi chỉ cần bao nhiêu đây là được. Mà đó là sự thật. Cà pháo mà ngâm vô rồi mà dầm như tương bắc. Mà tôi thì tôi ăn mặn là tôi đã bỏ thêm cái muối tiêu ngon vô trong tương bắc rồi tôi ăn cà pháo. Ủa nó ngon kỳ quặc lắm, còn 5 sao 4 sao nữa để làm gì? Cần gì với 5 sao 4 sao? Tẩu kia rồi chiên với làm cái kiểu mà chiên rồi nó gọi là giả ốc heo á hả? Làm kiểu như ốc heo á, ta giả giả là chiên chiên ăn. Rồi cái rau luộc, rồi cái canh bí, canh bầu đó. Rồi mình ăn giữa ý với chao, mà chao có mấy cô thì giả làm chao Huế. Rồi chao Huế ăn nó ngon lắm, ăn ngon lắm, mà thành ra tôi nói không cần 3 sao 4 sao vậy. Mà thật sự có đem đồ mấy sao đi nữa, tôi không cần, hoàn toàn không cần gì. Vậy mà người ta chiều ra ăn nhà hàng từ có sao mới có giá trị. 1 sao thì thua 2 sao, phải ăn nhà hàng 5 sao. Để rồi đi tới cái chỗ nợ nần chồng chất, để rồi đi tới cái chỗ tử hình cũng tại vì là chiều cái ngã đó. Bao nhiêu người tử hình là tại vì chiều cái ngã quá đi, mà rốt cuộc thì quỷ diệt cái ngã đó, chiều nó quá. Cho nên là phạm pháp, phạm luật, phạm với cái giao cái quy ước của xã hội. Thành ra là tưởng đâu là chiều ngã để rồi được nâng niu chiều chuộng nó, ai dè đâu chiều nó để rồi quỷ diệt nó. Người học đạo không đi vào cái con đường đó. Những người mà xài hàng tỷ trăm tỷ ngàn tỷ của nhân dân, của xã hội đó, là do chiều ngã mà ra đó. Cái ngã nó cái dục vọng của cái ngã, nó muốn cái gì là chiều nó, chiều theo cái nấy. Chứ còn cái người học đạo, nó đâu có chiều vậy.
Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xích ý. Người ta học rồi, người tri túc dù là nằm dưới đất mà cũng vui, dù là ăn cơm hẩm canh rau mà vẫn ngon. Còn người không tri túc là xài hàng ngàn ngàn tỷ mà không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ vừa ý. Tưởng như vậy là chiều cái ngã được rồi đó chứ, ai về đâu đi tới cái chỗ tù tội tử hình, mình quỷ diệt cái ngã đi. Người trí không làm việc đó. Người đệ tử Phật học cái đạo Bồ Đề, tức là cái đạo trí tuệ, không làm việc đó. Học Phật phải để ý những cái đó, phải quan sát cuộc đời, phải nhìn cho kỹ vì sao mà người ta bị như vậy, vì sao mà Đức Phật có được sự an lành. Đức Phật có sự an lành không phải là vì sinh vàng sinh bạc của cảnh vạn dương, cũng không phải là vì giàu có sang trọng để cho người ta nể, mà Đức Phật với cái nhất bát thiên giao phạm cô thân vạn lý du, một bình bát gài đây mai đó thì khất thực, không hề có sự nghiệp gì mà có được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Thế thì tiền bạc sự nghiệp đâu phải là cái mà đem lại an lạc cho con người. Đó là một sự thật mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã đem thân mình thí nghiệm chứng minh để làm cái việc đó. Vậy mà mình còn mê muội thì rõ ràng là mình phải tự tát cái quần tự thọ đó thôi. Cho nên quý trọng cái bản ngã quá thì không tốt đâu. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó, không có phút giây nhàm chán. Ghê vậy, có người phục vụ nó không có phút giây nhàm chán, cho tới nỗi cái thân bệnh hoạn gầy mòn mà vẫn không ngại nhàm chán. Có những người giàu ghê gớm lắm, giàu lắm lắm, có nhà hàng đãi một lần ba cái đám cưới một lượt, xe hơi thì 5-7 chiếc, mà 4-5 người con nghĩa là quyết định rằng phải làm sao cho mỗi một người vậy đó là hạnh chót là 100 cây vàng, cho 6 người con nghĩa là phải sơ là phải 600 cây vàng để cho con, trong khi cái thân mình bây giờ là khoảng 60-62 tuổi mà nó bệnh đủ thứ bệnh, một đêm còn ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, còn như mất lo chỉ huy nấu đám cưới cho người ta mà. Nhà hàng một đêm mà ngày mai nó có 3 đám cưới, rồi chụp hình cũng của mình luôn, xe hơi cũng của mình luôn, rồi quần áo cô dâu chú rể gì cũng của mình luôn hết, coi như mình quên mình để đáp ứng cho cái hư, cái quyến thân mộng trạch không trung vật sắc này. Tôi thấy, tôi nghe, tôi nhìn, tôi rất là nhìn bằng đạo nhãn đó mà mình thấy tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Còn Phật quá độ, độ là độ người có duyên, chứ người không có duyên là không có cách nào mà độ được đâu nha. Cho nên giáo lý của đạo Phật hay lắm đó chứ, nhưng mà đâu phải ai cũng nghe, ai cũng bằng lòng. Thuốc nhiều thứ thuốc hay lắm chứ, nhưng mà con người không uống thuốc thì phải chết thôi. Cho nên mình để ý cái thiểu dục tri túc của nó hay lắm. Cuộc đời của Đức Phật đã chứng minh điều đó. Ý niệm đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã, tức là quá tôn trọng cái thân, rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ, vì thân mà tạo ác nghiệp. Những người buôn áp phiện tội tử hình, mới đây 2 người Hồng Kông mới tội tử hình hôm qua này, năm rồi cả hàng chục người tội tử hình, cũng vì chiều cái thân quá. Có một người nam với một người nữ gì đó có 350 gram áp phiện cũng tử hình mới đây, là vì đáp ứng cái yêu cầu, thỏa mãn yêu cầu cho thân mà quên đi cái đạo lý, cái tương lai của đất nước của con em, quên đi cái luật pháp. Cho nên rồi tưởng rằng là làm vậy để đáp ứng cái bản ngã này, và rốt cuộc rồi là quý diệt cái bản ngã. Cái đó là người đệ tử Phật ta học cái nhân quả, ta nhìn ngay cái nhân là ta đoán được cái quả, ta không làm đâu. Người ta làm ta biết ta làm cái quả đó ra sẽ ra cái gì vậy mà. Mình làm cái này nè là cái nhân này nè, cái quả nó sẽ ra cái gì. Mình nói cái vấn đề nói này nè, cái hậu quả nó sẽ ra cái gì. Nghĩ cái này nè rồi cái hậu quả nó sẽ ra cái gì, người ta biết hết.
đó mới gọi là người Phật tử. Mà muốn có cái gì, nó phải gọi là mình phải tu tập cái chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm là tương đối là mình phải có tu tập chánh định, phải có cái tâm định thì mình mới có giữ được cái chánh niệm. Định, chánh định thì chánh niệm nghĩa là phải tương quan tác động nhau, có định thì cái chánh niệm mới không quên, mới không thất niệm. Mà không thất niệm, có chánh niệm thì mình mới có thể cái tâm mình có định được, tương quan qua lại nhau. Thống tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng. Thống thất đại cũng vậy, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có cái tính vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. À, phải buông đi cái thân tứ đại này, đừng có chấp mắt nó, thì con người có thể thọ dụng được cái sự an lạc đó. Nguyên do như nói nãy giờ là cái chấp ngã nó sanh ra nhiều thứ lắm. Để chấp ngã rồi thì nó sanh ra chấp pháp. Chấp pháp nó sanh ra cái ngã sở hữu. Chấp pháp tức là chấp ngã, ngã sở hữu đấy. Mà cứ mà mong cầu mà đua đòi mà chạy theo cái ngã sở hữu tìm mà không thỏa mãn thì không đời nào có sự an lành được. Không đời nào có sự tri túc và an lành được. Nhận thấy được cái tính chất ngã không? Ngã không nghĩa là thấy được tính chất ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ uẩn này chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tán trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thế thì thấy được cái tính chất của cái thân ngũ uẩn này là phù vân, là tụ tán, thì cái chấp pháp, thì cái pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Cái người mà nhẹ vĩ niệm chấp ngã thì cái niệm chấp pháp mình vẫn nhẹ theo được. Bởi vì bản ngã mình mà mình còn không quý trọng lắm thì cái ngã sở hữu là cái của bản ngã, cho bản ngã này mình đâu có quý lắm đâu. Cho nên là cái ông Vô Minh Cư Sĩ mà ông tặng tôi bài thơ Đường Đời Muôn Dạng Nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Cái bài thơ đó tôi bằng lòng lắm. Chơi đây không có nghĩa là nằm không mà chơi, mà làm cũng chơi, làm việc cũng gọi là chơi, mà ăn cũng đi chơi, ngủ nghỉ cũng là chơi, mà phục vụ cho chúng sanh cũng là việc làm để mà chơi. Trong đó cả cái việc tu hành cũng là tu, tu chơi thôi. Đó gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của mình nó như vậy thì mình sống cho phù hợp thôi, chứ mình có làm gì đâu. Cho nên là tu hành cũng gọi là tu chơi. Kể cả cái chứng, cái ngày mà mình đạt đạo mà thanh tịnh giải thoát cũng là chơi. Chủ thể đã, và nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh và không, thì cái đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không. Tất cả hành pháp đều là vô thường, đều là vô thường, cho nên tất cả đều là không. Không mà chẳng khác sắc, sắc mà đương thể tức, tức không. Phải tập nhận thức như vậy, phải tập nhận thức như vậy. Đó là người đệ tử Phật chân chính phải tập nhận thức như vậy. Chư hạnh vô thường nhất thiết không. Thank you.